Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, từ đầu năm 2016 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã có gần 900 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nguyên nhân khiến bệnh sốt xuất huyết tăng cao là do thời tiết biến đổi thất thường, khí hậu thích hợp cho muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết phát triển. Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kiến nghị các tỉnh Tây Nguyên cần nhanh chóng khoanh vùng những khu dân cư có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết để phun thuốc diệt trừ muỗi nhằm hạn chế tình trạng lây lan. Các tỉnh Tây Nguyên cũng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc làm vệ sinh ở các khu dân cư, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom phế liệu để muỗi không có nơi trú ngụ sinh sản. Hiện nay thì tình hình sốt xuất huyết tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, bệnh nhân gia tăng ở hầu hết các tỉnh thành.